Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Các bạn thân mến, một chiếc mũ đẹp thì không chỉ đơn giản là giúp chúng ta trông có vẻ đẹp hơn, trông có vẻ hài hòa hơn, mà một chiếc mũ đẹp theo quan điểm của người Việt thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống viên mãn hơn và dễ dàng hơn nữa. Làm sao để chúng ta có thể sở hữu được một chiếc mũ đẹp thì ngày hôm nay hãy cùng trò chuyện về chủ đề này với những vị chuyên gia của chúng tôi. Ngay bây giờ thì Huyền Quỳnh sẽ giới thiệu có mặt tại buổi trò chuyện ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Cao Duy, phó trưởng khoa hàm mặt thẩm mỹ bệnh viện Đức Giang. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Xin chào khán giả truyền hình. Chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta lại là những khán giả rất là mong muốn tìm hiểu về xu hướng của chiếc mũi 2021 ạ. Theo anh thì năm 2021 này thì mọi người có quan điểm làm đẹp nào mới hay không? Tôi nghĩ về quan điểm làm đẹp trong thẩm mỹ thì nó sẽ diễn biến, nó sẽ chậm hơn so với thời trang. Nó không phải là ngày 1, ngày 2, cũng không thể làm trong 1 tuần, 2 tuần nó sẽ có sự thay đổi được. Tôi thấy mọi người vẫn đang yêu thích những chiếc mũi có dáng cao và đầu mũi đang nhọn ra thì là cái điều chúng ta đang nhìn thấy trong một năm trở lại đây. Và xu hướng đấy vẫn cứ đang tiếp diễn. Cái quan điểm của anh Hiếu Anh cũng là đúng. Tức là như anh Hiếu Anh nói là cái xu hướng thẩm mỹ thì nó phải kéo dài vài năm chứ nó không thể như là thời trang được. Nhưng mà cái xu hướng thẩm mỹ nó dần dần nó hướng đến một cái gì đó hài hòa và tự nhiên hơn, anh Hiếu Anh ạ. Chứ còn không như những năm trước là như anh Hiếu Anh nói là một cái chiếc mũi cao này, dài này, cái đầu mũi bay nhọn mà mọi người ưa chuộng, nhưng mà đến bây giờ thì mọi người lại tiết chế lại hơn và thích một cái dáng mũi nó hài hòa với khuôn mặt mình hơn, nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn và nó có cái độ dày dặn để sống mũi hơn. Nói như vậy thì bây giờ những dáng mũi như là L line, là L line, là S line thì mọi người không còn ưa chuộng nữa ạ? Không, L line hay S line thì vẫn là những cái dáng mũi cơ bản nhất. Đúng. Và dựa trên những cái dáng mũi đó mà bác sĩ, tùy từng bác sĩ sẽ kiến tạo và tái tạo cho những khách hàng được những cái dáng mũi sao cho nó hài hòa với cả khuôn mặt, nhưng vẫn trên nguyên lý là một cái dáng mũi L line, tức là nó thẳng gồ khấc, hay là dáng mũi S line, tức là nó cong mềm mại. Vẫn như quan điểm của tôi từ xưa đến giờ thì là chiếc mũi thì nó phải phù hợp với gương mặt là điều quan trọng nhất. Giữa con gái và con trai cũng có cái sự khác biệt, đúng không ạ? Con gái thì thường là nhìn vào gương mặt thì người ta xem là mình nên có cái dáng mũi như thế nào thì nó sẽ phù hợp với gương mặt của bạn nhất, ở góc thẳng, góc 1/4, góc 3/4. Với con trai thì thường cái xu hướng của các bạn trẻ nó sẽ khác hơn một tẹo. Các bạn trẻ con trai thì bởi vì da mặt nó sẽ dày dặn hơn da mặt con gái nên tham với một cái mũi nó là chuyện dễ dàng hơn. Với phụ nữ thì rõ ràng nhiều người thích sự mảnh mai thì họ sẽ chọn những cái mũi S-line để trông nó tự nhiên nhất chẳng hạn. Còn những người mà có phong cách gọi là bọn tôi hay nói đùa là dân chơi thì họ sẽ thích những cái L-line và dáng nó cao một cách đột ngột hơn. Bởi vì đấy là phong cách thời trang của họ, phong cách sống của họ cũng táo bạo, đúng không ạ? Và khách hàng là người có quyền chọn lựa xem là mình phù hợp với cái dáng mũi như thế nào. Với con trai thì tôi thấy trên bạn bè của mình, tôi nhìn nhận ở phía bạn bè của mình thì mọi người rất là thích cái dáng mũi thật là cao, bởi vì với một người con trai thì rõ ràng là các nét trên gương mặt chỉ cần làm một cái mũi thì đã thấy sự thay đổi của họ cách rõ rệt. Còn với phái nữ thì sao ạ? Với phái nữ thì rõ ràng làm chiếc mũi thì nó phải phù hợp với tính cách của cái người sử dụng đấy hơn. Tôi nghĩ thế. Nó còn liên quan đến tất cả các cái nét ở trên gương mặt của phụ nữ nữa, bởi vì phụ nữ còn có cả trang điểm để gọi là cứu thêm vào gương mặt của mình, đúng không ạ? Con trai thì các bạn để ý là không, trang điểm không thể nào giúp được làm tổng hòa các nét tốt hơn. Phụ nữ thì có trang điểm thì sẽ giúp được tổng hòa các nét dễ dàng hơn, nên chiếc mũi lại là thứ không quá quan trọng với phụ nữ nhiều, đúng không ạ? Bởi vì họ thường là sẽ thích một chiếc mũi thanh cao. Đấy là cái từ mà dùng để diễn giải dễ nhất. Và có cái mũi thanh cao xong thì họ có thể trang điểm được tốt hơn, bởi vì phụ nữ tôi thấy mà điệu một chút là ít khi để mặt mộc ra được. Ngày nay thì mọi người cũng làm đẹp nhưng mà làm đẹp rất là có kiến thức. Vậy thì mọi người quan tâm rất nhiều tới vật liệu, bởi vì không thể phủ nhận rằng là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những cơ sở không uy tín. Vậy thì theo bác sĩ, hiện nay thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để lựa chọn được một vật liệu an toàn cũng giống như là lựa chọn được một phương pháp an toàn ạ? Như Huyền Quỳnh nói cũng rất là đúng. Vật liệu nâng mũi nó thay đổi hàng năm. Nó cũng như là điện thoại iPhone ấy, mỗi năm nó sẽ ra một cái thế hệ khác nhau. Và sau khi ra những cái chất liệu nâng mũi đó thì sau một thời gian sử dụng thì có những cái nhược điểm gì thì cái nhà sản xuất sẽ lại
tập trung và khắc phục và sửa chữa để có những cái chất liệu mới tốt hơn. Ví dụ như là những cái chất liệu mới bây giờ tập trung về những cái thế mạnh như là mềm mại này, những cái lỗ thoáng sinh học này, những cái điểm bám này để cho cái mũi nó chắc này, không bị tụt này, hay là và có cái độ bền hơn so với những cái chất liệu cũ. Những cái chất liệu mà thường độ khoảng 5 năm, 10 năm trở về trước ấy, thì nên thành. Còn với những cái chất liệu mới bây giờ thì các bạn yên tâm là có thể được cả đời. Vậy thì chúng ta nói tới rất nhiều tới việc đó là thay một cái dáng mũi khác, thay một cái vật liệu khác. Vậy thì khi gọi là đập đi xây lại như vậy thì có gặp nhiều khó khăn hay là sẽ bị đau, có lo là bị đau hơn so với lần làm đầu tiên không ạ? Đúng là bây giờ thì gặp rất là nhiều những cái tai biến và biến chứng do phẫu thuật nâng mũi. Vì là một số cơ sở không phải là bác sĩ mà các bạn ý đụng vào cái mũi phẫu thuật và cái mũi này nó làm hỏng cái cấu trúc của cái mũi của khách hàng. Thì cái cấu trúc mũi, cái cấu tạo của mũi mà nó bị tổn thương, nó bị phá hỏng như thế thì khi sửa lại thì nó gặp những cái khó khăn. Chứ còn nếu như bản thân tôi có sửa cho những khách hàng làm đúng quy trình mà làm đúng phương pháp thì có những khách hàng làm 3 lần, 4 lần, thậm chí 5 lần cái mũi không bị hỏng. Nhưng mà nếu mà chỉ mổ sai thôi, làm hỏng cái cấu tạo, cấu trúc của cái mũi thôi thì những cái lần mổ sau nó rất là khó khăn. Chúng ta làm thế nào để có thể giảm thiểu được, gọi là để có thể lựa chọn được cho mình một cái phương pháp mà sẽ không có những cái nguy cơ sai sót ạ? Tôi nghĩ là bản thân mình là một người đi làm đẹp thì sẽ không có quyền lựa chọn phương pháp, mà mình phải tìm được một người bác sĩ để người ta chọn ra phương pháp đúng cho mình. Anh Hiếu Anh nói rất là đúng, tức là phương pháp phẫu thuật nâng mũi thì không có nhiều phương pháp đâu. Đó, mà chỉ có những cái cải biên nho nhỏ trong cái quá trình làm, những cái hay thì các bác sĩ sẽ cải biên cái phương pháp đó trên cái nguyên lý, trên cái nền tảng và những cái phương pháp cơ bản nhất anh ạ. Và chủ yếu là mình chỉ có tạo một cái dáng mới, thay đổi những cái dáng mới hay là những cái chất liệu mới để cho cái mũi được đẹp hơn và bền hơn thôi. Chứ còn trên một cái nguyên lý chung vẫn là những cái phương pháp cổ điển và những cái vật liệu bây giờ thì nó có cái độ bám chắc rất là tốt. Đấy, thậm chí như là anh Hiếu Anh có thể véo mũi mình thấy nó như là một cái mũi thật, đúng không ạ? Tôi 3 năm nay thì tôi vẫn tin là tôi đang có một mũi thật. Chúng ta vẫn có thể chia các cái phương pháp làm mũi ra làm hai dạng. Thứ nhất là làm mũi thông thường và thứ hai là mũi cấu trúc. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là ưu nhược điểm của hai loại phương pháp đó không ạ? Đấy, như tôi đã từng nói là cái phương pháp nâng mũi thông thường là cái cơ bản nhất. Đó là mình chỉ có tạo một cái khoang, sau đó mình đưa cái chất liệu vào. Còn gần đây thì có là phương pháp nâng mũi cấu trúc, khi mà mình cần phải chỉnh sửa đến một số cái cấu trúc của mũi, chẳng như xương này, trụ mũi này, hay là cái vách ngăn sâu ở trong cái đầu mũi, cánh mũi nữa. Đó, khi mà mình càng chỉnh sửa nhiều, mình càng can thiệp nhiều thì mọi người gọi cái phương pháp đó là cấu trúc. Chứ còn một số nơi người ta gọi như là siêu cấu trúc thì đấy chỉ là những cái tên này nó mỹ miều thôi, chứ còn không có đâu. Phụ thuộc vào cái công việc mà mình làm, phụ thuộc vào cái cấu trúc mũi mà mình sửa, mà mình chia ra là nâng mũi thông thường. Chẳng như nếu như mũi của Huyền Quỳnh đẹp rồi, không cần phải chỉnh sửa gì nhiều thì Huyền Quỳnh chỉ cần nâng mũi thông thường thôi, nhưng chất liệu tốt là được, không cần thiết phải đụng chạm đến những cái cấu trúc của cái mũi, nó có thể làm ảnh hưởng đến sau này. Có một cái thắc mắc của tôi là có bao nhiêu điểm trên chiếc mũi mình có thể can thiệp chỉnh sửa vậy? Những cái phần mũi mà mình có thể can thiệp được, chẳng hạn như là dựng sống này, chỉnh đầu mũi này, cho đầu mũi thon nhỏ này, hay là chỉnh cái trụ mũi cho nó cao bay. Và những cái phần ở sâu ở dưới cấu tạo của cái mũi, chẳng như là xương. Tại vì rất là nhiều người xương gồ, chẳng như bản thân tôi cũng là một cái mũi bị gồ xương. Đó, cái thứ hai là cái vách ngăn, còn rất là nhiều người bị lệch vách ngăn. Đấy. Mà khi mà mình chỉnh vách ngăn thì có thể làm cho cái đầu mũi nó được dựng cao lên. Đấy là những cái can thiệp sâu trong cái cấu tạo, cái cấu trúc của mũi mà người ta có cái phương pháp là nâng mũi cấu trúc là như vậy. Nói tới đây thì chắc hẳn là những khán giả của chúng ta rất là tò mò, không biết là đích thân bác sĩ Cao Duy mà thực hiện phương pháp nâng mũi thì sẽ diễn ra như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân một bạn nữ để xem rằng quá trình đó diễn ra như thế nào, quý vị nhé. Chào bác sĩ ạ, em là Phương, em 30 tuổi ở Hà Nội ạ. Và hiện tại thì hôm nay em cũng muốn tham khảo ý kiến của anh, bởi vì cái mũi của em thì em thấy là chưa được hài hòa với khuôn mặt của em. Thì trước tiên anh xin phép là anh kiểm tra khám mũi một chút nha.
mũi của em đúng là hơi thấp, và cái dáng mũi của em thì lại là dáng ngắn nữa, cho nên là em thấy là cái đầu mũi của mình hơi to và nhìn nó hơi hớt, hơi hở cái lỗ mũi là đúng. Thì cái việc mình cần làm bây giờ là mình sẽ chỉnh sao cho này, ngoài cái việc nâng cái sống mũi cao hơn một chút và mình phải chỉnh được cái đầu mũi cho nó thon gọn hơn và chúc cái đầu mũi xuống một tí thì nhìn nó sẽ đẹp và hài hòa hơn. Trên tay anh đây em có thể thấy là hai cái chất liệu mà hay sử dụng nhất, đó là cái chất liệu thông thường này và chất liệu cao cấp. Cái chất liệu cao cấp thì cái dáng nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, và bên cạnh đó thì nó rất là mềm mại, an toàn. Cái độ kích ứng cũng như là cái tỷ lệ viêm, dị ứng chất liệu hầu như là không có. Và bên cạnh đó thì cái chất liệu màu hồng da người như này, nó sẽ không gây cái hiện tượng lộ sống mũi. Tuổi thọ của nó rất là bền và cái dáng mũi của em bền vững theo em đến cả đời đấy. Anh cho em hỏi là cái quy trình nâng mũi thì có phức tạp không ạ? Phẫu thuật nâng mũi thì chỉ là tiểu phẫu đơn giản nhẹ nhàng thôi, không như những cái phẫu thuật khác đâu. Trước khi làm thì em sẽ được các bạn y tá này kiểm tra sức khỏe này và thử thuốc. Sau đó thì mình sẽ tiến hành phẫu thuật thôi. Thời gian phẫu thuật thì kéo dài vào độ khoảng 40 đến 60 phút. Khi vừa phẫu thuật xong thì em sẽ nằm nghỉ ngơi chườm lạnh ở bệnh viện độ khoảng 15 phút là em có thể về được. Và khi về thì bạn y tá sẽ dặn dò em cụ thể ăn uống kiêng khem này, rồi uống thuốc này, rồi vệ sinh cái vết khâu, vết mổ như thế nào tại nhà sao cho tốt nhất. Nên là em cứ yên tâm nhé. Chúng ta có thể hình dung quy trình nâng mũi được tiến hành như sau. Ngay sau khi làm xét nghiệm tổng quan để đánh giá tình trạng sức khỏe, quy trình thẩm mỹ mũi được tiến hành khi gây mê toàn thân. Bạn sẽ ngủ trong suốt tiến trình thực hiện hoặc sử dụng thuốc gây tê cục bộ. Khi đó, chỉ mũi hoặc các phần xung quanh sẽ tê liệt, không làm cho bạn chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn thoải mái trong khi phẫu thuật. Bác sĩ có thể sẽ vẽ các đường mẫu trên hoặc xung quanh mũi của bạn, sau đó tạo đường mổ kín trong cánh mũi. Đối với những người có đầu mũi rộng, tùy vào cấu trúc mũi, bác sĩ sẽ đưa chỉ khâu vào để uốn cong hay kéo sụn cánh mũi vào trong nhằm làm đầu mũi nhỏ hơn. Tiếp đó, với kỹ thuật mở xương, bác sĩ đặt sụn mới vào betadine sát khuẩn rồi đặt vào khoang mũi, khâu đóng vết mổ và cố định bằng chỉ tự tiêu, nẹp cố định nằm trong lỗ mũi và băng bó lại. Kết thúc quy trình, bạn sẽ được đưa ra phòng hậu phẫu hướng dẫn đơn thuốc và dặn tái khám sau 7 ngày. Và hãy xem nhân vật của chúng ta thay đổi thế nào sau 1 tháng. Chào bác sĩ ạ. Sau khi 1 tháng em nâng mũi thì hiện tại em muốn nhờ anh kiểm tra lại giúp em ạ. Hôm nay là 1 tháng thì là hết cái giai đoạn mà em cần phải giữ gìn cẩn thận rồi. Bây giờ em có thể ăn uống thoải mái hơn một chút và có thể đụng chạm được vào một chút rồi, không sợ nữa. Mũi bắt đầu ôm form và cái dáng mũi của em bắt đầu nhìn nó đã thanh thoát hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà để thực sự ổn định thì phải ngoài 3 đến 6 tháng trở ra thì nó mới thực sự là như cái mũi thật của em được. Hiện tại thì em rất ưng với cái dáng mũi của em ạ. Em thấy nó rất hài hòa với khuôn mặt của em, tự nhiên, không quá cao và rất là hợp ạ. Cảm nghĩ của anh Hiếu Anh thấy thế nào ạ? Tùy thuộc vào gương mặt của bạn đang sở hữu đúng không ạ? Gương mặt tròn, gương mặt trái xoan, gương mặt hơi vuông góc cạnh thì với những gương mặt đấy thì sẽ có những cái dáng mũi phù hợp với mình. Và thường không có một cái mẫu số chung nào cả. Nó phụ thuộc vào cái mắt thẩm mỹ của người làm phẫu thuật cho mình. Họ có thể là mình đưa ra được hình ảnh mà mình trước mũi mình mong muốn. Nhưng mà cái mũi đấy đặt lên gương mặt mình liệu có đủ da để làm không? Có rất là nhiều thứ đi kèm, bởi vì nó không giống như bạn đi ra cửa hàng bạn mua một cái mũi bạn lắp vào, mà nó phải phụ thuộc vào cơ thể bạn đang có sẵn những thứ gì và họ chỉ làm cho để nó đẹp hơn thôi chẳng hạn. Anh Hiếu Anh nói cũng rất là đúng. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì như là một nhà thiết kế, một khuôn mặt khác nhau thì bác sĩ sẽ phải thiết kế sao cho một cái mũi nó hài hòa nhất với từng khuôn mặt, chứ không có một cái mũi nào giống một cái mũi nào. Bây giờ muốn lựa chọn một cái phương pháp phẫu thuật nâng mũi thì họ sẽ quan tâm điều gì ạ? Giá cả, tay nghề, thẩm mỹ, ba thứ, tôi nghĩ vậy. Anh Hiếu Anh nói cũng rất đúng. Khi mà lựa chọn để
phẫu thuật nâng mũi thì đầu tiên các bạn cần quan tâm đến cái chất liệu là mình sử dụng là gì, cái phương pháp mà bác sĩ sử dụng cho mình là như thế nào, và cái quan trọng là cái cơ sở vật chất đó có đảm bảo uy tín và có đúng là bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện cho bạn hay không. Và khi mà phẫu thuật không an toàn thì sẽ có rất là nhiều nguy cơ và biến chứng có thể xảy ra, mà cái đơn giản nhất mà mọi người hay gặp nhất đó là những cái biến chứng về viêm nhiễm. Cho nên là anh có thể thấy là rất là nhiều cái mũi mà bị viêm, bị thủng là trên báo đó, báo đài rất là nhiều thủng xong rồi lòi cả chất liệu ra rồi mủ, chảy dịch viêm, rất là nhiều trường hợp như vậy, đó là phẫu thuật không an toàn. Vâng, và xin cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu tới từ hai vị khách mời của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ai đó từng nói rằng nếu bạn đã có ý thức làm đẹp thì bạn đã là một người phụ nữ đẹp, nhưng nếu bạn làm đẹp đúng cách thì bạn đã là một nữ hoàng. Và nếu bạn chưa may mắn để có thể sở hữu cho mình được một diện mạo hoàn chỉnh, hay bạn cũng chưa may mắn để có thể sở hữu được một diện mạo đúng như ý bạn mong muốn, thì đừng lo lắng, vì ngày nay sẽ có rất nhiều sự trợ giúp của những phương pháp ưu việt giúp bạn có thể mang lại một vẻ ngoài hoàn chỉnh. Và vào những phút cuối, thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go, nào cùng dịch chuyển.